thiệu với quý vị và các bạn cách phân biệt giống sầu riêng ri sáo và giống sầu riêng Thái Mon Thon. Đây là sầu riêng ri sáo. Sầu riêng ri sáo thì nó là giống cơm vàng hạt lép, cũng giống như là Thái Lan, cả hai đều là cơm vàng hạt lép cả. Và giống ri sáo nó có xuất xứ từ Vĩnh Long của Việt Nam. Đầu tiên do ông Sáu Ri phát hiện ra cho nên được người ta đặt nó là ri sáo. Và đây là giống sầu riêng Mon Thon Thái Lan. Nó là giống Mon Thon có xuất xứ từ Thái Lan, được nhập vào Việt Nam không biết từ con đường nào, nhưng mà bây giờ thì nó rất là phổ biến ở Việt Nam rồi. Và đây là hai giống sầu riêng đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách phân biệt hai giống sầu riêng này qua hình dạng lá của nó. Đây là hai cây sầu riêng, một cây là cây này là Thái và cây này là ri sáo. Hai cây này được ghép trên gốc 2 năm tuổi, nhưng mà chồi ghép thì chỉ khoảng 3 tháng thôi. Cây này khoảng 3 tháng và cây này khoảng 4 tháng. Bây giờ sẽ phân biệt nó qua hình dạng lá. Đầu tiên đó là độ phẳng của lá. Đây là lá sầu riêng Thái, nó khá là phẳng và nó nổi gân nhẹ. Và đây là lá sầu riêng ri sáo, lá nó gợn gợn sống, nó không có được phẳng nè, và nó nổi gân đậm hơn đó. Đầu đó là đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai là về hình dạng lá. Đây là lá sầu riêng ri sáo, nó to bề ngang hơn và bề dày nó ngắn hơn, trong khi lá sầu riêng Thái thì nó dẹt bề ngang và chiều dài nó dài hơn, đuôi lá nó nhọn hơn. Đó là đặc điểm thứ hai. Và đặc điểm thứ ba là độ thưa gần của mắt lá. Đây, mắt lá của sầu riêng ri sáo thì nó nhạt hơn và mắt lá của sầu riêng Thái thì nó thưa hơn, nó xa nhau hơn. Và bây giờ chúng ta hãy xem kỹ hình dạng lá của nó. Đó, lá phía này là lá Thái, nó dài hơn, nó nổi gân nhẹ hơn. Và lá ri sáo thì nó bầu hơn và nó nổi gân đậm hơn, nó gân nhiều hơn, rõ hơn. Đó là hai đặc điểm. Và một đặc điểm nữa thì mắt lá nó thưa hơn, nhưng mà chúng ta nhìn lá như thế này thì không có thấy được đặc điểm đó.